Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn bài tập về phần mà một chiều nhé. Trong cái file bài tập về mảng này thì mình có 3 phần. Đấy là phần mà một chiều. Phần thứ hai đấy chính là các bài toán về sắp xếp và tìm kiếm, và phần thứ ba là về mảng hai chiều. Ok. Trong bài đầu tiên về phần mảng một chiều này thì mình sẽ hướng dẫn các cái bài mà nó như là mình làm quen với cái mảng một chiều thôi. Ok. Thì cái phần làm quen về mảng một chiều này nó sẽ có những cái bài tập chắc chắn là sẽ có những cái bài tập mà liên quan đến việc tìm số lớn nhất, số nhỏ nhất trong một cái mảng một chiều này, hoặc là các cái số trong mảng một chiều nó thỏa mãn một tính chất gì đó, ví dụ như số nguyên tố rồi là số thuận nghịch hay là số Fibonacci vân vân. Ok, đó, thì đấy chính là cái dạng bài thứ hai. Và nó cũng hay yêu cầu mình tìm cái số lớn nhất, lớn thứ hai, rồi là đếm trong mảng của mình có bao nhiêu số thỏa mãn những cái tính chất gì đó. Thì mình nghĩ là nó sẽ là những cái bài làm quen và bạn bắt buộc là phải biết khi mà bạn sử dụng mà bắt đầu phải học về cái mảng một chiều. Ok, thì mình sẽ giải quyết cái bài một này là những cái bài mà ở mức làm quen thôi. Bài một người ta sẽ cho mình có mảng một chiều và họ yêu cầu mình bắt mình thực hiện các yêu cầu ở dưới này nhé. Yêu cầu đầu tiên đấy chính là in ra số lớn nhất và số nhỏ nhất ở trong mảng. Ở đây các cái phần tử trong mảng nó sẽ nằm trong khoảng từ trừ 10 mũ 9 đến 10 mũ 9 này. Mảng của mình thì có tối đa là 10 mũ 6 phần tử. Ok, vậy thì cái bài toán đầu tiên đấy chính là tìm số lớn nhất và số nhỏ nhất ở trong mảng một chiều. Đây mình sẽ nhập cái mảng. Rồi sau khi mà mình đã nhập xong được cái mảng một chiều rồi, thì khi mà làm cái bài toán về tìm số lớn nhất và số nhỏ nhất ấy, nó có những cái cách như sau. Đấy là bạn có thể khởi tạo cái số nhỏ nhất và số lớn nhất của bạn ấy là cái phần tử đầu tiên trong mảng. Ok. Ví dụ như ở trong cái test case này này, thì mình sẽ giả sử như là khi mà mình tìm số lớn nhất nhé, thì mình sẽ giả sử ok, số lớn nhất của tôi sẽ là số trừ 2. Sau đó thì bạn duyệt qua những cái số còn lại ở trong mảng, và cứ thằng nào mà nó lớn hơn trừ 2 thì bạn lại cập nhật cái kết quả của mình. Ok, thì đấy chính là cái cách làm. Thì ở đây ấy, mình sẽ dùng một cái biến min nó sẽ bằng A0 và một cái biến max cũng bằng A0. Tức là ban đầu mình sẽ giả sử như là cái phần tử lớn nhất và phần tử nhỏ nhất ở trong cái mảng của mình đều là cái phần tử đầu tiên ấy, và đầu tiên trong mảng. Ok. Sau đó thì bạn chỉ cần duyệt qua các cái phần tử còn lại ở trong mảng nhé. For int i bằng 1, i nhỏ hơn n, i cộng cộng, và bạn kiểm tra là nếu cái thằng ai của bạn ấy nó nhỏ hơn cái kỷ lục min, thì bây giờ cái biến min sẽ được cập nhật bằng ai, đúng không? Đó. Đây là cái cách thứ nhất, đúng không? Tương tự như vậy, nếu mà cái ai của bạn mà nó lớn hơn biến max, thì khi đó max của bạn nó sẽ bằng ai. Đó. Thế thì khi đó bạn sẽ cập nhật được cái biến min và biến max ở trong mảng của mình. Ở đây họ sẽ in ra in max trước. Biến max và biến min. Ok, thì đây chính là cách làm thông thường nhé. Đấy là bạn cứ khởi tạo cho mình một cái thằng lớn nhất và thằng nhỏ nhất, và mình coi nó là cái phần tử đầu tiên trong mảng. Sau đó thì mình duyệt qua các cái phần tử còn lại, và cứ duyệt qua thằng nào thì mình sẽ cập nhật hai cái giá trị min và max đấy. Nó sẽ in ra 10 và trừ 2. Ok, hoặc là bạn có một cách khác. Thông thường thì mình hay dùng cách này hơn. Đấy chính là mình sẽ không khởi tạo min với max là cái số đầu tiên ở trong mảng nữa. Ok, mà mình sẽ khởi tạo cái biến min ấy là một cái số rất lớn nhá. Làm sao cho nó lớn hơn cái phần tử lớn nhất có thể ở trong mảng. Ví dụ như ở test case này, người ta sẽ cho các phần tử trong mảng nằm trong khoảng từ trừ 10 mũ 9 đến 10 mũ 9. Tức là cái số lớn nhất ở trong mảng này họ có thể cho lên đến 10 mũ 9, đúng không? Thì bạn sẽ khởi tạo cho mình cái biến min ấy làm sao nó lớn hơn được 10 mũ 9 là được. Ở đây mình sử dụng cho là 10 mũ 9 cộng 1. Ok, đấy. Thế còn biến max mình sẽ khởi tạo nó là một số rất nhỏ nhé. Nhỏ hơn cái số nhỏ nhất mà trong input có thể. Ở đây là trừ 10 mũ 9 thì mình sẽ là trừ 10 mũ 9 trừ 1. Ok, đó. Vậy tại sao khi mà mình tìm min thì mình lại khởi tạo nó là một số rất lớn, thế còn tìm max thì mình lại khởi tạo nó là một số rất nhỏ? Thì như thế này này, khi mà bạn khởi tạo một cái biến min kỷ lục của mình ấy là một số rất lớn để làm gì? Để khi mà bạn chạm trán với cái phần tử đầu tiên ở trong mảng, ở cái phần tử chỉ số 0 ấy, thì nó bắt buộc được rằng là cái nó sẽ có cái cập nhật, đấy là nó sẽ cập nhật min là cái số đầu tiên ở trong mảng đấy, đúng không? Vậy thì khi đó mình phải đảm bảo được là gì nhỉ? Cái min này nó đủ lớn để nó có thể lớn hơn cái thằng đầu tiên ở trong mảng ấy, chính là thằng A0. Ok, ví dụ như cái mảng này nó gặp thằng hai phát là nó à, thằng trừ hai phát là nó sẽ phải cập nhật cái biến min này bằng trừ hai ngay. Ok, đấy, hay là thằng hai này à, cái thằng đầu tiên này trong mảng có thể là cái thằng lớn nhất trong mảng nữa đi nữa, tức là 10 mũ 9 đi chăng nữa, thì khi đó cái biến min của bạn nó cũng sẽ được cập nhật là cái phần tử đầu tiên ở trong mảng. Ngược lại như thế với max cũng thế nhé, bạn sẽ phải khởi tạo biến max là một cái biến rất nhỏ, để khi mà nó duyệt qua cái thằng đầu tiên ấy thì cái biến max sẽ được cập nhật ngay bằng cái giá trị của phần tử đầu tiên đấy. Ok,
Thành ra là khi mà khi tìm min với max thì mình hay dùng cách này hơn. Ok, nó cũng tương tự như cái cách ở trước ấy, nhưng mà mình sẽ không gán trực tiếp mà cái phần min và phần max là cái phần tử đầu tiên nữa, mà mình sẽ khởi tạo cho nó một cái giá trị phù hợp để trong cái lần so sánh đầu tiên thì cái biến min và biến max nó cũng sẽ được cập nhật là cái phần tử đầu tiên ở trong bảng. Ok, thì kết quả vẫn thế. Ok, thì đây chính là cái bài đầu tiên nhé. Đấy là tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất ở trong bảng. Bạn có hai cách làm. Các bạn tùy chọn cách nào của mình thấy cách nào dễ hiểu hơn thì làm. Sang cái bài thứ hai về phần làm quen với bảng một chiều, đấy chính là đếm số lượng số chẵn và số lẻ ở trong bảng. Bài này thì quá đơn giản rồi đúng không? Đấy, bạn chỉ cần dùng cho mình một biến cao, một biến đếm chẵn và một biến đếm lẻ là được. Ở đây mình dùng một cái biến chẵn thì ta bằng không, một biến lẻ thì ta bằng không. Sau đó bạn duyệt qua các phần tử ở trong bảng và bạn kiểm tra là if ai phần trăm hai mà bằng không thì mình sẽ tăng cái biến chẵn đúng không, còn không thì mình sẽ tăng cái biến lẻ. Đó. Và dưới này thì bạn chỉ cần in ra cái giá trị của biến chẵn và biến lẻ là được. Ok, đó, thì nó sẽ in ra được cái số lần xuất hiện của số chẵn và số lẻ ở trong này. Tương tự như vậy nhé, nếu nó yêu cầu bạn tính tổng chẵn tổng lẻ thì ở chỗ này bạn chỉ cần thay là nếu mà bạn kiểm tra nó là số chẵn thì bạn cộng cái số đó vào cái tổng chẵn, còn nếu mà nó là số lẻ thì mình sẽ cộng nó vào cái tổng lẻ. Đấy, trong trường hợp này thì nó sẽ có 3 số chẵn và 2 số lẻ. Ok. Đó. Bài này thì tương đối là đơn giản đúng không? Bài tiếp theo nhé, liệt kê các số nguyên tố ở trong mạng. Đấy, thì nó là một cái dạng bài tiếp theo, đấy là nó sẽ yêu cầu mình liệt kê những cái số ở trong mạng mà nó thỏa mãn cái tính chất gì đó. Trong trường hợp này thì là số nguyên tố đúng không? Vậy thì các bạn viết cho mình một hàm số nguyên tố là được. Nên một cái thư viện là math.h vào. Rồi xong cái hàm, bây giờ thì mình đã có cái hàm số nguyên tố rồi đúng không, thì họ yêu cầu mình liệt kê đúng không, thì bạn chỉ cần duyệt qua cái mảng ban đầu của mình thôi, for int bằng không nói cộng cộng, và bạn kiểm tra là ít nguyên tố của ai thì mình sẽ in ra thằng ai thế thôi. Ok, thì đây chính là cái cách mà bạn liệt kê các cái số nguyên tố trong bảng một chiều. Trong cái test case này thì nó sẽ in ra là hai hai và ba đúng không. Ok, đấy, thì người ta có thể thay cái thằng nguyên tố này là thuận nghịch nhá, hoặc là một cái số đẹp nào đó, số lập phát hoặc gì đó vân vân. Thì mình nghĩ là các bạn chỉ cần nắm vững cái phần lý thuyết số là các bạn có thể làm được những cái yêu cầu đấy khi mà mình áp dụng với cái việc là mình duyệt qua các phần tử trong mạng. Rồi xong cái bài thứ ba nhé, sang bài thứ tư, đấy chính là tìm và in ra cái chỉ số của số nhỏ nhất hoặc là số lớn nhất ở trong mạng. Ok, ở đây nó có yêu cầu đầu tiên mình sẽ tìm là tìm chỉ số của cái số nhỏ nhất ở trong mạng nhé, và nếu có nhiều nhiều số có cùng giá trị nhỏ nhất thì mình in ra giá trị đầu tiên. Ví dụ như cái test case này này thì cái số nhỏ nhất ở trong mảng của bạn nó là số 2 đúng không? Thì nó yêu cầu là nếu có nhiều số có cùng giá trị nhỏ nhất ấy, thì bạn sẽ in ra giá trị đầu tiên, tức là chỉ số của cái ông 2 này, chứ không phải là của ông 2 này đúng không? Thì cái bài này cũng là một cái bài hay gặp. Thì đây á, mình sẽ dùng hai biến. Một biến thì lưu kỷ lục cái số nhỏ nhất, và cái biến thứ hai thì lưu chỉ số của cái biến đấy. Thì ra mình sẽ dùng một cái biến get bằng, ở đây tìm số nhỏ nhất đúng không? Mình sẽ khởi tạo nó là một số rất lớn. Và một cái biến index để lưu cái chỉ số của cái thằng nhỏ nhất đấy. Sau đó bạn duyệt qua các phần tử trong mạng và bạn kiểm tra là if ai mà nhỏ hơn cả cái thành kỷ lục thì có nghĩa là bây giờ nó là kỷ lục đúng không, thì mình sẽ cho res bằng ai, và mình thêm một cái nữa đấy là mình cho index bằng i. Ok, đó, dưới này thì bạn chỉ cần in ra cái index, nó chính là cái giá trị của cái biến có chỉ số, xin lỗi, chỉ số của cái biến có giá trị nhỏ nhất ở trong mạng, thì nó sẽ in ra cái không là ông 2 này. Vậy thì cái đầu bài này nó nói là nếu trong mảng có nhiều số có cùng giá trị nhỏ nhất thì in ra giá trị đầu tiên. Thì bạn thấy là cái code này nó đang in ra giá trị đầu tiên đúng không? Bởi vì là khi mà bạn cập nhật cái giá trị nhỏ nhất của mình là 2 ấy, thì tí nữa mà bạn gặp một cái thằng nó cũng có giá trị là 2 ấy, thì cái if này nó sẽ không cập nhật đúng không? Bởi vì mình chỉ cập nhật khi mà cái thằng AI nó nhỏ hơn biến rest. Ok, vậy thì khi đó nó sẽ lấy cái thằng index có giá trị đầu tiên. Thế còn nếu mà nó yêu cầu mình lấy cái thằng index có giá trị cuối cùng ấy, thì bạn chỉ cần cho thêm cái dấu bằng vào đây này. Đấy. Thì lần sau ấy, khi mà nó gặp những cái số nào mà nó có giá trị bằng với giá trị kỷ lục nhá, nhỏ hơn hoặc bằng mà, thực ra là những thằng có dấu bằng thì nó cũng sẽ cập nhật. Vậy thì khi đó ban đầu cái kỷ lục của mình nhỏ nhất là 2 đúng không, thì nữa bạn gặp thêm một thằng 2 nữa thì nó vẫn cập nhật là cái thằng đứng sau, và như thế thì cái index khi đó nó sẽ lưu cái chỉ số của cái thằng đứng sau này. Đấy, trong trường hợp này nó sẽ in ra là 2. Ok, thì đấy chính là cái cách mà bạn tìm ra cái chỉ số đầu tiên hoặc là chỉ số cuối cùng bằng cách là chỉ cần thêm dấu bằng vào chỗ bạn so sánh là được.
Cái ý tiếp theo thì các bạn tự code nhé. Rồi, cái bài tiếp theo đấy chính là tìm và in ra cái số lớn nhất và lớn thứ hai ở trong mạng. Đây, với cái test case này. Đây, trong cái test case này thì cái số lớn nhất trong mạng là 10 và cái số lớn thứ hai trong mạng cũng là 10 đúng không? Ok, vậy thì mình sẽ làm như thế nào? Bạn sẽ khởi tạo cho mình hai cái biến, đấy là biến max, một là cái biến lớn nhất, ok. Sẽ khởi tạo nó là một số rất nhỏ đúng không? Và cái biến max 2 là cái số lớn thứ hai cũng khởi tạo cho nó là một cái số rất nhỏ. Sau đó thì các bạn duyệt qua cái mảng này, ok, duyệt qua cái mảng. Nó sẽ có hai trường hợp. Ở trường hợp thứ nhất ấy, đấy chính là cái biến AI của bạn ấy nó còn nhỏ hơn cái thằng, à xin lỗi, nó còn lớn hơn cái thằng lớn nhất, tức là if AI nó còn lớn hơn thằng max 1. Đấy. Vậy thì khi mà AI lớn hơn max 1 ấy, ví dụ như là bạn đang có cái thằng max 1, tức là cái thằng nhỏ nhất, à lớn nhất, xin lỗi. Thằng max 1 nó bằng 10, ok. Và cái thằng max 2 nó bằng 8 thôi. Đấy. Bây giờ bạn gặp một cái thằng AI là bằng 12. Thì khi đó mình thấy là cái thằng 12 này nó lớn hơn thằng max 1 đúng không? Vậy thì khi đó mình phải làm hai việc. Thứ nhất, đấy là bạn sẽ phải cập nhật cái giá trị của max 2 ấy, là cái giá trị max 1 hiện tại. Tức là bây giờ max 2 không còn là 8 nữa mà nó sẽ là 10 đúng không? Đấy, thì đấy mình sẽ cập nhật này, max 2 bằng max 1 và bằng 10. Ok, sau khi cập nhật được max 2 xong ấy thì bạn mới cập nhật max 1 là cái giá trị mà nó vừa lớn hơn thằng max 1 này này. Đấy, tức là max 1 bằng AI. Ok. Đó, vậy thì khi đó mình sẽ cập nhật được cả max 2 và max 1. Chú ý là bạn phải cập nhật max 2 bằng max 1 trước nhá. Chứ bạn đừng cập nhật là max 2 bằng AI, sau đó bạn mới lại cập nhật max 1 bằng max 2 bằng max 1. Thì khi đó cả hai cái giá trị vào max 1 và max 2 nó có cùng giá trị đấy. Mình sẽ phải cập nhật max 2 vào max 1 trước, sau đó mình mới cập nhật max 1 là cái giá trị AI. Ok. Vậy thì ở đây mình sẽ cập nhật là max 2 bằng max 1 và max 1 thì bằng AI. Đấy, ok. Thế còn cái trường hợp thứ hai ấy, đấy là cái thằng AI của bạn nó chỉ lớn hơn cái thằng lớn thứ hai thôi. Thì có nghĩa là cái thằng giá trị lớn nhất nó không bị ảnh hưởng gì đúng không? Mình chỉ cần cập nhật cái thằng lớn thứ hai thôi. Vậy thì bạn chỉ cần cho max 2 bằng AI là được. Ok, và dưới này thì bạn sẽ in ra giá trị của biến max 1 và biến max 2. Thì nó sẽ in ra là hai số 10. Rồi, tương tự như cái bài thứ E này thì cái bài thứ F này nó cũng bắt mình tìm cái số lớn nhất và số đối với trường hợp nhỏ nhất và nhỏ thứ hai các bạn tự làm nhé. Thế còn cái bài mà tìm ra in ra cái số lớn nhất và số lớn thứ hai trong mạng nhưng mà nó bắt hai cái số này phải có giá trị khác nhau ấy. Ok, và nó yêu cầu nếu không có số lớn thứ hai thì in ra trừ một cho số thứ hai ấy. Thì bạn thể để ý là nếu mà cái test case của mình toàn cái số giống nhau như thế này này thì khi đó cái số lớn nhất sẽ là 9 đúng không? Nhưng mà họ yêu cầu cái số lớn thứ hai phải có giá trị khác cái số lớn thứ nhất. Thì khi đó mình sẽ không có cái số lớn thứ hai thì mình sẽ phải in ra trừ một, ok, hoặc là cái test case này, 10 10 10 2 2 9 này này thì khi đó cái số lớn nhất là 10 và cái số thứ hai là 9, nó sẽ không cho hai cái số lớn nhất và số lớn thứ hai là có cùng giá trị. Thì mình làm như thế nào thì các bạn cũng vẫn làm như thế này nhá. Đấy, bạn sẽ khởi tạo hai cái biến max 1 và cái biến max 2 là trừ 10 mũ 9 trừ 1 và trừ 10 mũ 9 trừ 1, sau đó thì cũng là AI lớn hơn max 1 thì mình sẽ cập nhật max 2 bằng max 1 và max 1 bằng AI. Thế còn cái else if này này, bình thường là mình chỉ cần so sánh là thằng AI lớn hơn max 2 thôi đúng không? Nhưng mà nếu mà mình chỉ so sánh AI lớn hơn max 2 rồi ấy, thôi ấy, thì cái thằng AI này rất có thể nó có sẽ bằng cái giá trị của thằng max 1 đấy. Ok, vậy thì để tránh cái việc là max 2 nó sẽ không bao giờ nó bằng cái giá trị của thằng max 1 ấy, thì mình sẽ làm thêm một cái and nữa ở đây. Đấy chính là cái thằng AI này nó phải đảm bảo là nó khác cái thằng lớn nhất. Thì khi đó cái thằng AI này nó phải đảm bảo là nó lớn hơn thằng thứ hai và nó còn phải khác cái thằng thứ nhất cơ. Thì mình mới cập nhật giá trị max 2 bằng bằng AI. Ok, đó thì khi đó nó sẽ in ra được thằng max 2 và thằng max 1 nó có nó sẽ là hai cái số khác nhau. Ok, dưới này thì bạn sẽ kiểm tra là nếu mà max 2 ấy, mà bằng trừ 10 mũ 9 trừ 1 ấy, thì có nghĩa là bạn không tìm được cái số lớn thứ hai đúng không? Thì bạn sẽ in ra phần trăm d thì chính là max 1 và trừ 1. Đấy, còn không thì bạn sẽ in ra cái giá trị của max 1 và max 2. Ok, bởi vì đầu bài nó nói là nếu mà bạn không tìm được cái số lớn thứ hai thì bạn sẽ phải in ra giá trị là trừ 1 mà. Đấy. Thì đấy chính là cái cách mà bạn tìm max 1 và max 2 và hai số nó khác nhau. Trong cái test case này thì nó sẽ in ra là 10 và 9 đúng không? Thế còn trong cái test case mà toàn cái số giống nhau như thế này thì nó sẽ in ra 9 và trừ 1. Ok, thì đấy chính là cái cách mà bạn tìm số lớn nhất và số lớn thứ hai trong mảng mà họ yêu cầu là hai số này phải khác nhau nhá.
Rồi, bài tiếp theo lại là một cái bài toán mà nó yêu cầu mình liệt kê các cái số ở trong màng thỏa mãn một cái tính chất nào đó. Đấy chính là họ yêu cầu mình đếm và liệt kê các cái số toàn chữ số lẻ ở trong màng. Đấy, toàn chữ số lẻ ở trong màng. Vậy thì ở đây mình sẽ viết một cái hàm kiểm tra toàn chữ số lẻ nhé. Thì để kiểm tra một số có toàn chữ số lẻ thì mình chỉ cần tách từng chữ số của nó ra đúng không? While nó. Sau đó là kiểm tra là nếu mà nó là số chẵn này, số mà tách được ấy, nó là số chẵn thì mình sẽ return 0 luôn. If r phần trăm 2 mà bằng 0 thì mình sẽ return 0 đúng không? Còn không thì mình lấy n chia cho 10. Thế này thì bạn sẽ return 1. Đó. Thế là xong cái hàm mà toàn chẵn. À, xin lỗi, cái hàm check các số toàn lẻ. Sau đó trong này thì bạn cũng sẽ nhập vào một cái mảng này. Ok, sau đó thì bây giờ mình sẽ có hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất đấy chính là đến xem vào trong cái mảng này có bao nhiêu số lẻ, số toàn lẻ, ok. Và thứ hai là phải liệt kê được các cái số đấy. Vậy thì mình có hai cách. Thứ nhất là mình dùng một cái điểm cao phải bằng không. Sau đó bạn duyệt qua một cái vòng for thứ nhất nhé. Còn lại kiểm tra là if check i, tức là cái số này là cái số toàn lẻ thì mình sẽ tăng cái điểm cao lên và mình in ra cái giá trị của cái điểm cao đấy. Vậy thì làm sao nhỉ? Khi đó nó đã xong được cái yêu cầu thứ nhất đấy chính là mình phải đếm cái số toàn lẻ ở trong mạng. Bây giờ các bạn muốn liệt kê ấy, thì bạn có thể làm thêm một cái vòng for nữa. Tôi sẽ thêm cái vòng for nữa. Cái vòng for trên ấy, thì là mình check để mình kiểm tra và mình đếm đúng không? Đây. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ check và mình sẽ in ra. À. Ok, thế thì nó sẽ xong được hai yêu cầu của đầu bài. Một là yêu cầu là đếm và yêu cầu thứ hai đấy là liệt kê. Thì các bạn thấy là nó bị hơi hơi bất cập một chút, đấy chính là ở trên này bạn duyệt một vòng for, sau đó bạn gọi hàm check các cái số ở trong mảng có phải số toàn lẻ hay không đúng không? Và bạn lại dưới này bạn lại làm một cái vòng for nữa, mà hai công việc của hai cái vòng for này thì nó giống hệt nhau đấy. Thành ra là nếu mà bạn không muốn tính lại thì bạn cũng có thể sử dụng thêm một cái bảng bảng B nữa nhá để lưu kết quả đấy. Thì ở trong này này, cái chỗ if check AI là số toàn lẻ này này, thì bạn sẽ làm hai việc. Thứ nhất đấy chính là bạn sẽ gán cái thằng AI này vào cái mảng kết quả B kia. Ok, mình sẽ gán là BCNT nhé, bởi vì CNT nó sẽ là số lượng phần tử ở trong mảng mà. Bạn nhớ là bạn gán BCNT bằng AI, sau đó bạn tăng CNT lên nhé. Đó. Thì khi đó mình vừa làm hai việc. Thứ nhất đấy là mình vừa đếm xem là trong cái mảng nó có bao nhiêu số toàn lẻ. Cái thứ hai là mình đã lưu lại được cái số toàn lẻ đấy vào trong một cái mảng kết quả rồi. Ok, thế này thì bạn chỉ cần in ra cái số lượng, số toàn lẻ và duyệt qua các cái số toàn lẻ ở trong mảng mảng B nhé. Đấy, các bạn in ra BI là được. Thì khi khi đó làm sao nhỉ? Nó sẽ không cần phải lặp lại một cái công việc tính toán đấy, là mình sẽ phải duyệt qua tất cả các thứ trong mảng và gọi hàm check nữa. Ok. Thì cái hai cách đấy các bạn chọn cách nào cũng được. Đó, thì nó cũng sẽ in ra là bốn số là 3, 5, 7 và 11. Rồi, bài tiếp theo nhé. Đấy chính là bài H. Cho một mảng các cái số nguyên đôi một khác nhau, liệt kê các phần tử trong mảng có ít nhất hai phần tử khác lớn hơn nó. Vậy thì bài này nó cho mình một cái mảng số nguyên đôi một khác nhau, tức là tất cả các phần tử trong mảng này nó là phân biệt, nó không có phải hai phần tử nào giống nhau, và họ yêu cầu mình liệt kê các phần tử trong mảng mà có ít nhất hai phần tử khác lớn hơn nó. Vậy thì các cái phần tử mà nó có ít nhất hai phần tử khác lớn hơn nó ấy, thì đấy chính là mình chỉ cần phải tìm cái số lớn thứ hai ở trong mảng đúng không? Sau đó sau khi mà bạn biết được cái số lớn thứ hai ở trong mảng này là bao nhiêu, thì bạn chỉ cần duyệt qua cái mảng của mình và kiểm tra những cái số nào mà nó nhỏ hơn cái số lớn thứ hai ấy, thì chắc chắn là khi đó nó sẽ có ít nhất là hai thằng lớn hơn nó đúng không? Đấy chính là thằng lớn thứ nhất và là thằng lớn thứ hai mà. Ví dụ như cái test case này này, thì bạn sẽ tìm được cái thằng lớn thứ hai ở trong mảng nó chính là thằng 11. Đấy. Vậy thì bạn chỉ cần duyệt qua cái mảng của mình này này mà thằng nào nó nhỏ hơn 11 ấy, thì chắc chắn là nó sẽ có ít nhất hai phần tử khác lớn hơn nó. Ok, vậy thì thực chất là bài này là đi tìm cái số lớn thứ hai ở trong mảng đúng không? Ở đây mình sẽ dùng hai biến là biến max1 và biến max2. Sau đó mình duyệt qua các phần tử trong mảng nhé. Và bạn kiểm tra là if AI lớn hơn max1 đúng không? Thì mình sẽ cập nhật max2 bằng max1 và max1 thì bằng AI. Ok, thì còn nếu mà AI của bạn nó chỉ lớn hơn max2 thôi thì bạn sẽ cập nhật max2 bằng AI. Đấy. Sau đó là bây giờ mình chỉ cần duyệt qua mảng thôi. Và những thằng nào mà nhỏ hơn max2 thì chắc chắn là sẽ có ít nhất hai phần tử lớn hơn nó. For i bằng 0 thì nó nói cộng cộng ra. If AI mà nhỏ hơn max2. Đó, thì bạn sẽ in ra cái thằng này thì nó sẽ đảm bảo được rằng là nó có ít nhất hai phần tử lớn hơn nó. Ok, đó, bài này cũng tương đối là dễ thôi.
nó sẽ in ra là 357. Ok, đấy, đấy chính là bài tiếp theo nhé. Một số được định nghĩa là số đẹp này, nó chứa cả chữ số 1 và chữ số 9, in ra các cái số đẹp trong mạng. Nếu mạng không tồn tại, số đẹp thì in ra trừ 1. Bài này thì bạn thấy là nó cũng giống một cái bài mà mình nói lúc nãy, đấy chính là nó sẽ yêu cầu mình duyệt các phần thử trong mạng và kiểm tra một số nó thỏa mãn một cái tính chất gì đó, đúng không? Nhưng mà ở đây nó có thêm một cái yêu cầu, đấy chính là nếu mà mạng không tồn tại số đẹp ấy thì bạn in ra trừ 1. Đấy. Thì mình thấy là nhiều bạn hơi bị vướng vào cái chỗ đấy, thì mình sẽ hướng dẫn luôn cái cách mà trong trường hợp mà cái mảng của mình nó không có một cái số đẹp nào ấy, thì nó bắt mình in ra một cái giá trị là trừ 1 thì mình xử lý như thế nào. Ở đây mình sẽ phải viết một cái hàm để kiểm tra xem là một số có chứa cả chữ số 1 và chữ số 9 hay không, đúng không? Vậy thì ở đây mình sẽ viết một cái hàm check như thế này. Đấy. Và bạn tách từng chữ số của nó ra. Ở đây mình sẽ dùng hai biến là biến C1 bằng 0 và C9 bằng 0 để đánh dấu xem là cái số của N của bạn ấy nó có tồn tại số C1 và số C9 hay không. Sau đó mình tách ra R bằng R/110. Ok, và bạn kiểm tra nếu mà R mà bằng 1 thì bạn sẽ cho C1 bằng 1. Ok, nếu mà R mà bằng 9 thì bạn sẽ cho C9 bằng 1. Ok, sau đó dưới này thì bạn lấy N chia cho 10. Rồi nhá. Sau cái vòng lặp while này, nếu mà cả cái biến C1 cái biến C9 của bạn ấy, nó đều khác không ấy, thì có nghĩa là trong quá trình bạn tách từng chữ số của nó ra thì bạn đã gặp cả số 1 và số 9 rồi, thì nó mới chuyển cái biến C1 thành 1 và biến C9 thành 1 được, đúng không? Vậy thì ở dưới này bạn chỉ cần return về C1 và C9 là được. Ok. Thì trong trường hợp mà cả hai cái biến C1 này nó là 1, C1 và C9 nó đều là 1 thì nó mới return 1, còn không là 1/2 hoặc là cả hai thằng bằng 0 thì nó sẽ return 0 mà. Cho làm main ấy thì chỗ này các bạn chỉ cần dùng cho mình một cái biến ok nhá, mình cho mình có biến ok bằng không. Cái này để làm gì? Để check xem là có check xem có số đẹp nào hay không. Đấy, bởi vì tí nữa nó yêu cầu là nếu mà trong mạng không có số đẹp thì mình sẽ phải in ra trừ 1 mà. Vậy thì bây giờ bạn chỉ cần duyệt qua các phần tử trong mạng nhé. Và bạn kiểm tra nếu nó là số đẹp này, if check của AI thì mình sẽ làm hai việc. Đấy là bạn sẽ in ra thằng AI này. Ok, và bạn làm thêm một cái việc nữa, đấy là bạn bật cái biến ok bằng 1. Đấy, đã tìm thấy số đẹp. Ok, vậy thì sau cái vòng lặp for này thì nó đã duyệt qua tất cả các phần tử ở trong mạng rồi, đúng không? Và cái biến ok của bạn ấy, nếu mà nó đã thành một ấy, thì chứng tỏ là nó đã tìm thấy một cái số đẹp nào đó rồi, đúng không? Thì mình sẽ không in ra trừ một nữa gì. Nhưng mà nếu mà ok vẫn bằng không thì chứng tỏ là cái mảng của bạn nó không tồn tại một số đẹp nào cả. Vậy thì ở đây bạn chỉ cần kiểm tra nếu mà ok bằng không thì mình sẽ in ra cái đầu bài yêu cầu, đấy chính là trừ một. Thì đấy chính là cái cách xử lý mà khi mà họ yêu cầu là mình kiểm tra một cái mảng ấy, những cái số thỏa mãn cái tính chất nào đó, và trong trường hợp mà không tìm thấy ấy, thì mình sẽ phải in ra một cái gì đó, ví dụ như là trừ một hoặc là not found cái gì đó vân vân, thì mình xử lý như thế. Ok, ví dụ như trong test case này thì nó sẽ in ra là 91900. Ok, còn nếu mà số cái mảng của bạn mà không không tồn tại số nào như thế này này thì nó sẽ in ra trừ một nhé. Rồi còn hai bài cuối nhá, mình sẽ chữa bài số Z này. Cho mảng có một chiều có n số nguyên này, liệt kê các phần tử có ít nhất một phần tử liền kề trái dấu với nó. Rồi ok, bài này thì các bạn hay bị sai một chỗ, thành ra là mình cho nó vào cái phần làm quen. Rồi để mà liệt kê một cái phần tử chỉ số y nào đó, đúng không? Một thằng ai nào đó có trái dấu với, có ít nhất một phần tử liền kề trái dấu với nó hay không, thì bạn chỉ cần so sánh nó với cái thằng đứng trước nó, đúng không? Tức là ai trừ một và ai cộng một, đúng không? Nếu mà cái thằng AI trừ 1 với thằng nếu mà thằng AI với thằng AI trừ 1 của bạn ấy mà nhân với nhau nó nhỏ hơn không thì có nghĩa là hai thằng này trái dấu, hoặc là AI trừ 1 với AI cộng 1 mà nhân với nhau thì mà nhỏ hơn không thì nó là trái dấu, đúng không? Vậy thì ở mỗi phần tử thì bạn chỉ cần kiểm tra là tích của cái số hiện tại ấy với cái số đứng trước nhỏ hơn không, hoặc là tích của cái số hiện tại với cái số đứng sau nó nhỏ hơn không, thì khi đó có nghĩa là nó ít nhất có một cái phần tử liền kề với trái dấu với nó, đúng không? Nhưng mà nhiều bạn code như thế này. Đấy là các bạn duyệt từ for int bằng 0, y nhỏ hơn n, y cộng cộng, và các bạn kiểm tra là if ai này nhân với ai trừ 1, đấy, tức là tích của nó với thằng đứng trước nó nhỏ hơn không, hoặc là ai nhân với ai cộng 1 nhỏ hơn không, thì bạn sẽ in ra cái giá trị là ai, đúng không? Đây, ví dụ mình chạy cái test case kia thì nó in ra những cái số như sau này. Chỗ này là phần chấm D nhé. Nó sẽ in ra trừ 1 này, 2 này, 3 này, trừ 1 và 5, đúng không? Đấy, nó in ra đúng. Đấy, thằng trừ 1 này thì nó trái dấu với thằng đứng sau nó là 2 này.
thằng 2 thì trái dấu với thằng đứng trước nó trừ 1 này, thằng 3 này thì trái dấu với thằng đứng sau nó, thằng trừ 1 thì trái dấu với thằng 3 hoặc là trái dấu với thằng 5, thế còn thằng 5 này thì trái dấu với trừ 1. Hai ông 8 và 9 này thì không trái dấu với thằng nào cả, thành ra nó sẽ không được in ra, đúng không? Đấy, nhưng mà các bạn chú ý như thế này nhé. Đấy là cái code này ấy, trong trường hợp nó có nhiều test case thì bạn có thể bị sai đấy. Bởi vì là nó có hai trường hợp đặc biệt, đấy chính là trường hợp mà y bằng 0 ấy. Mà trường hợp thứ hai là y bằng n trừ 1 ấy. Đấy. Cái trường hợp y bằng 0 này này, nó không có thằng đứng trước, đúng không? Tức là AI nhưng mà không tồn tại AI trừ 1. Mặc dù là trong ngôn ngữ lập trình C thì bạn có thể truy cập vào cái chỉ số A trừ 1 vẫn được, đúng không? Đấy. Nhưng mà làm sao nhỉ? Cái thằng A trừ 1, y trừ 1 này này, khi mà y bằng 0 ấy thì nó sẽ truy cập vào A trừ 1. Mà A trừ 1 là một cái giá trị giáp đứng trước cái ông trừ 1 này, một cái ô nhớ đứng trước ông trừ 1 này, thì rất có thể làm sao nhỉ, cái giá trị của cái thằng ở A trừ 1 ấy nó làm ảnh hưởng đến kết quả của mình đấy. Ok, đấy thành ra là mình sẽ phải đề phòng hai cái trường hợp ở cái cận đầu và cận cuối ở trong màn này này. Đấy, cận đầu này này thì nó không tồn tại A trừ 1, thế còn cái cận cuối này này thì nó không tồn tại cái thằng đứng sau nó, đúng không? Tức là nếu mà y mà bằng n trừ 1 ấy mà bạn vô tình truy cập vào AI cộng 1 ấy thì khi đó là mình đã truy cập vào AN, mà AN là một cái phần tử đứng sau ông 9 này, đúng không? Nó không có không không kiểm soát được cái giá trị của nó, thì dẫn đến là cái kết quả của cái dòng if này nó có thể bị sai nhá. Vậy thì ở đây ấy, các bạn nên làm như này cho nó cẩn thận này, đấy là bạn kiểm tra if y mà bằng không ấy. Thì cái thằng y mà bằng không thì nó chỉ có một cái trường hợp mà duy nhất, đấy chính là nếu mà nó trái dấu thì nó trái dấu với thằng đứng sau nó, đúng không? Thì mình kiểm tra là a không luôn nhân với a một mà nhỏ hơn không thì mình sẽ in ra cái thằng a không này, đấy nó là trường hợp đặc biệt như thế. Chỗ này là nhỏ không nhé. Trường hợp thứ hai ấy, đấy trường hợp mà y mà bằng n trừ 1 ấy và cái thằng a n trừ 1 ấy với cái thằng đứng trước nó ấy, là n trừ 2 ấy, tích nó nhỏ hơn không thì mình sẽ in ra cái thằng cuối cùng đấy. Được chưa? Thế còn cái trường hợp thứ ba là những cái trường hợp còn lại thì ok, bạn có thể kiểm tra là tích của thằng hiện tại với thằng đứng trước nó hoặc là tích của thằng hiện tại với thằng đứng sau nó thì ok. Nó không phải là hai cái trường hợp đầu và cuối thì nó sẽ có thằng đứng trước và thằng đứng sau thì mình kiểm tra thoải mái. Ok, thì đấy chính là cái cách mà làm đầy đủ và chặt chẽ hơn, nó sẽ không bị sai. Ok, 1 trừ 1, 2, 3 trừ 1, 5. Rồi, thì các bạn chú ý như thế nhé, đừng cố gắng truy cập vào những cái phần tử mà nó không thuộc mạng. Sau này các bạn sử dụng các ngôn ngữ lập trình bậc cao hơn thì cái việc mà bạn truy cập vào các cái chỉ số ở bên ngoài mạng là cũng không được phép đâu. Bài cuối cùng là bài số K nhé. Đấy chính là một cái bài cơ bản là kiểm tra mạng có đối xứng hay không, đúng không? Thì ở đây ấy, các bạn viết cho mình một hàm kiểm tra số à, mạng đối xứng bằng A có N phần tử nhé. Thì để kiểm tra một mạng có đối xứng hay không thì các bạn dùng một cái chỉ số left bằng 0, chỉ số right bằng N trừ 1 đấy. Sau đó bạn lập là while left nhỏ hơn right nhé. Còn bạn kiểm tra là if a left mà khác a right thì mình sẽ gửi con 0, còn không thì bạn sẽ tăng left và giảm right. Đấy. Ok, đây chính là cái kỹ thuật mà mình sử dụng hai con trỏ để chạy từ đầu tới cuối ấy. Ví dụ như bạn có cái mạng này này, 1 2 3 4 3 2 1 đấy. Thì bạn dùng cho mình con trỏ left đây, con trỏ right đây, sau đó bạn so sánh hai thằng này với nhau. Nếu mà hai thằng này mà khác nhau đây này, nếu mà nó khác nhau thì có nghĩa là nó sẽ không thể đối xứng, mình có thể return không luôn. Ok, thế còn nếu mà nó giống nhau ấy, thì khi đó bạn bắt buộc là bạn sẽ phải tăng left để cho cái left nó biến nó nhảy sang thằng này, và giảm right để cho cái biến right nó nhảy sang thằng này, và bạn tiếp tục lại so sánh cái cặp đấy với nhau. Ok, giống nhau thì mình lại tiếp tục set tiếp, thế còn nếu mà nó khác nhau thì mình return không luôn. Đó, tiếp theo thì mình lại tăng left lên và giảm right đi đấy, và so sánh hai cặp này với nhau, tiếp tục tăng left và giảm right lên, thì khi đó left lên 4 và right lên 4, đúng không? Hai thằng này bằng nhau. Thì khi đó là bạn đã set tất cả các cặp rồi. Ok, thì khi đó mình có thể kết luận nó là mạng đối xứng bằng cách là return 1 ở đây. Đó. Chỗ này bạn cho dấu bằng về đây vào đây cũng được nhé, hoặc là không cho dấu bằng vào đây cũng được. Bởi vì nếu mà bạn cho dấu bằng vào đây thì trong trường hợp mạng nó có số phần tử lẻ như thế này này, thì khi đó cái phép so sánh cuối cùng là nó so sánh cái thằng đứng giữa này với chính nó thôi mà. Ok, nên cũng trong trường hợp mà cái mạng của bạn có số lượng phần tử là lẻ thì bạn không cần so sánh cái thằng giữa này với chính nó đâu. Thành ra chỗ này bạn có thể để là left nhỏ hơn right hoặc là left nhỏ hơn hoặc bằng right cũng được. Ok, sau đó trong hàm main thì bạn chỉ cần gọi cái hàm if đối xứng truyền a và n vào, và nếu mà nó đối xứng thì mình sẽ yes, còn ngược lại thì mình xin no, đúng không? Ví dụ như mạng có 7 phần tử 1 2 3 4 3 2 1 thì nó xin yes.
Ok, thì đấy chính là cái bài, những cái bài mà làm quen với cái mảng một chiều nhá. Nó gồm những cái dạng bài đấy là, mình tìm số lớn nhất này, số nhỏ nhất này, hoặc là đếm số lượng chẵn lẻ, rồi là tính tổng chẵn lẻ, hay là liệt kê các cái số mà thỏa mãn một cái tính chất gì đó, vân vân. Đấy. Và cũng có một cái bài nữa đấy là tìm số lớn nhất và số lớn thứ hai, nó cũng hay gặp. Và cuối cùng đấy là cái bài mà kiểm tra mảng đối xứng ấy, thì nó cũng là một cái bài hay gặp. Thành ra là các bạn nên làm quen với nó. Đây là những cái bài làm quen để mình thao tác với mảng cho nó thuận thôi, chứ còn thực sự thì nó không không hề khó. Ok.